Xin chào các bạn. Hôm nay Sài Gòn Đo sẽ hướng dẫn các bạn lắp bộ cửa sông du, cửa phòng toilet vệ sinh màu trắng có chạy trị sơn inox. Trước khi lắp thì chúng ta cần chuẩn bị một số dụng cụ hỗ trợ: máy cắt, khoan bê tông, máy khoan tay, máy khoan pin và bỉ mài. Kèm theo đó là chúng ta sẽ có thêm là ổ khóa và bảng lề. Bước đầu tiên để lắp một bộ cửa sông du thì ta sẽ kiểm tra kích thước ô tường. Khi đo ô tường ta sẽ đo 3 điểm: điểm đầu, điểm giữa và điểm cuối để xem kích thước có bằng nhau hay không. Ở đây chúng ta sẽ được là 75 và ô tường đã thẳng. Sau khi kiểm tra ô tường xong thì ta kiểm tra khung bao. Sài Gòn Đo đã sản xuất bộ khung hợp lý, sẽ trừ hao một phân bằng sẽ 5 độ hở là mỗi bên 5 ly, thì ở đây chúng ta được bộ khung là 74. Sau đó tôi giới thiệu thêm một chút là ở đây là một sung du mẫu mới nhất 2021, thì ta sản xuất khung bao là 105. Loại khung bao này sẽ sử dụng là nẹp tăng giảm, có thể lắp ráp để ta có thể đây, để ta giới thiệu là nó có một thanh ngạc đưa vô lắp ráp để chúng ta có thể là lắp được ô tường dày hơn. Nẹp này để ta lắp được, có thể là lắp nẹp được hai mặt. Sau khi kiểm tra xong thì ta đưa khung vào. Như các bạn đã thấy, ta chưa hao một phân. Trước tiên ta sẽ dùng máy khoan để khoan mồi. Ở khung bao này thì ta sẽ chia khung bao với ô tường 50-50 để chúng ta dễ dàng vô được cái nẹp cửa. Nẹp cửa sẽ bao từ ngành này và ôm sát lên mấy ngoài. Mặt trong cũng như vậy. Khoan mồi thì ta khoan. Ở bộ cửa này ta có 4 mảng lề cho nên ta khoan mồi 4 lỗ, chia đều ra. Sau khi khoan mồi trên khung bao, ta sẽ bắt đầu là khoan tường. Ở đây mình dùng mũi khoan đa năng cho nên là nó sẽ có dấu sẵn trên ổ tường luôn. Khoan tường thì mình dùng máy khoan bê tông. Khi khoan tường chúng ta đặc biệt chú ý là ta sẽ khoan xéo vào phần dày hơn để tránh cái phần bị bể tường của khách. Ở đây vấn đề lắp dựng hay mắc phải đó là ô tường sẽ bị những cái lỗ như lỗ gạch, khiến cho tách kê của chúng ta vào sẽ không chắc, thì ta sẽ khuấy rộng lỗ ra. Thay vào đó ta sẽ dùng gỗ để chêm vào để thay tách kê. Còn những lỗ còn lại khi ta khoan ta cảm thấy cứng cáp rồi thì ta sẽ đóng tách kê vào. Sau khi đóng tách kê xong thì ta đưa khung vào. Sau khi bánh ốc xong ta sẽ vào bản lề. Ở khâu bản lề này á thì mình sẽ có hai cách bắt. Đối với cửa phòng cánh nặng thì ta nên để hai bản lề trên sát nhau. Còn ở cửa phòng vệ sinh này á thì đây là cánh nhỏ cho nên ta sẽ chia bằng 4 lề bằng nhau cho độ thẩm mỹ nó sẽ cao hơn.
Sau khi vào bảng B xong thì ta sẽ bắt đầu vô cánh. Vô cánh á thì ta sẽ chỉnh độ hở ở trên cho hợp lý. Độ hở này tầm khoảng 3 ly. Còn độ hở dưới này ta canh tầm khoảng 7 ly. Bột kiểu được đều hơn. Khi bán mặn lề, ta giảm nhất số ốc để giảm thiểu rủi ro, nếu cục cắn thì có thể mở ra và chỉnh lại, tiết kiệm thời gian hơn. Ở bộ cửa này, tường ở phía dưới nó đang bị bóp, đang bị cắn. Nguyên nhân là tường phía trong là nó dày hơn, thì mình sẽ xử lý cái phần này. Mình sẽ đục cái phần dưới này. Khi đục ở chờ mạnh hết tất cả các ốc vào. Ở dòng cửa xông vô này thì mình vô dựa trước. Cánh cửa này là khung hơi bị méo thì ta sẽ chỉnh lại. Trên đầu khung hở lề và hở cánh đã tương đối bằng nhau rồi, thì ta kiểm tra hết lại ốc, ốc bản lề. Lúc này ta chưa lại để mà ta chỉnh, bây giờ ta sẽ bắn toàn bộ hết. Sau khi ta bắn ốc xong thì ta sẽ dùng bảng form vào khung bao để giữ cho khung bao được cứng cáp hơn. Sau khi chuẩn bị xịt form khô thì ta chuẩn bị để mà lắp ổ khóa để cho form khô mà cửa cứng cáp hơn. Cho mặt nạ vào. Sau khi xong phần thân khóa thì ta sẽ gắn phần tim khóa. Thì cũng tương tự như phần thân khóa, ta cũng dùng ốc liên kết.
Sau khi chúng ta xong phần khó thì form của chúng ta cũng đã khô, không bao đã cứng, thì bắt đầu ta sẽ vô nè. Trước khi vô nẹp thì ta sẽ cắt những phần form thừa và những phần gỗ nêm trên khung. Có những thanh gỗ mà chúng ta nêm hồi trước đó thì sẽ đục ra. Chúng ta ghép gọn gàng hết form rồi thì bắt đầu vô nẹp. Trước tiên ta sẽ vô nẹp giữa trước. Nẹp giữa này có tác dụng là mình sẽ che khuyết điểm những lỗ ốc hai bên mà chúng ta đã bánh vào khung. Ta sẽ tiếp tục làm tương tự như cây kế bên. Sau khi vô nẹp giữa xong thì ta sẽ vô nẹp ngoài. Nẹp ngoài thì ta sẽ vô cây ngang trước. Tiếp đến là hai cây thanh dọc. Tương tự như mạch này, mọi người ở trong mình cũng có những ngàm cửa. Rồi mình đưa nẹp vào ngàm. Sau khi xong phần nẹp thì chúng ta sẽ tiến hành khoét khóa. Khoét khóa thì chúng ta sẽ lấy dấu từ phần chốt khóa. Sau khi lấy dấu xong thì chúng ta sẽ khoét. Sau khi bách in khóa xong thì ta sẽ thay cửa. Sau khi bách in khóa ok thì đến công đoạn cuối cùng, thì ta sẽ bánh silicone theo các đường kẽ của nẹp thay từ. Cửa của chúng ta màu trắng thì nó sẽ hở rất là nhiều khuyết điểm, cho dù một lượng nhỏ, cho nên là ta sẽ bánh silicone vào những kẽ nhỏ luôn. Ok, và công đoạn cuối cùng, bánh silicone cũng đã xong. Vậy thì ta đã hoàn thành lắp đặt một bộ cửa sơn vô màu trắng, cửa toilet chạy chịu nhôm mới nhất 2021. Cảm ơn các bạn đã theo dõi lắp đặt một cửa Xuân Du chạy chịu nhôm. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip lắp cửa tiếp theo. Quý khách hàng hãy đến và trải nghiệm cùng Sài Gòn Door ngay hôm nay để nhận được sự tư vấn và ưu đãi hấp dẫn nhé. Sài Gòn Door, nâng cao giá trị cuộc sống.